chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Cuộc Sống Số ha. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu mọi người một cái sản phẩm khá là hay mà giá của nó cũng rất là rẻ thôi. Cái sản phẩm này thì đâu đó khoảng là dưới 50.000, 49.000 cho cái sản phẩm như thế này. Và đây là cái sản phẩm là một cái đế có thể dựng cao lên để các bạn có thể để mic nè, và các bạn có thể để điện thoại của mọi người nè. Đó, mà thường cái này chúng ta thường dùng để cái điện thoại hơn. Vì hiện tại mọi người biết đó là tình hình dịch cũng rất là phức tạp và chúng ta phải sống chung với dịch. Và hiện tại thì các chương trình đào tạo và các chương trình học đều là dạng học online cả. Và đa số một số chương trình hiện tại thì còn học trên điện thoại khá là nhiều. Vì điện thoại thứ nhất là nó thông dụng rồi. Và thứ hai đó là không phải ai cũng có máy tính. Thì học trên điện thoại rất là tiện lợi và đa số nền tảng đều có cho điện thoại. Và một số nền tảng có trên máy tính thì cũng có trên điện thoại. Vì thế đây là một sản phẩm rất cần cho các phụ huynh hoặc là những người thường học online. Thì cái đế này chúng ta có thể kéo lên cao một khúc thế này và nó có thể để cái điện thoại trên đó. Và chúng ta có thể tập trung chúng ta học trong khi chúng ta có thể ghi chú ở đây. Và cái này có thể nâng lên hạ xuống và cái đế và cái chân của nó cũng rất là vững. Mình đã mua thử và mình sẽ huy hợp thử cho mọi người xem là nó tiện lợi thế nào. Và giá cả của thằng này quan trọng là cái giá của nó rất là rẻ. Mọi người có thể hoàn toàn mua online với giá khoảng 49.000 thôi. Và cho nếu các bạn ở xa thì ship đâu đó cũng 50 mấy 60 là cùng. Và nếu trong thành phố thì cái này nó free ship cho mọi người luôn là 49.000. Ok, thì bây giờ mình sẽ khui hộp thử và dùng thử cho mọi người xem nha. Đây, mình sẽ khui cho mọi người xem. À, ở đây thì nó còn, mình cho mọi người thấy nó có rất là nhiều loại và rất nhiều đầu luôn. Nhưng mà thường á, cái này thì mình thấy là khi mà chúng ta sẽ... Trời ơi, xe mà chạy ồn như mấy cài, ngồi túi trong đây mà nghe quá trời ồn. Đây, rất nhiều loại nhưng mà thường chúng ta dùng hai cái thông dụng, nhất là dùng mic để mic, để cái mic lên và để điện thoại thôi. Đây, chúng ta có 3 phần, ở trong đây chúng ta có 3 phần thôi, phần nhất là cái đế. Cái đế này rất là nặng. Vậy thì vì thế nó có cái độ đầm rất là cao ha. Ở đây là chúng ta có một cái cây để nó dài. Vậy chúng ta có một cái đồ để chúng ta để điện thoại. Điện thoại này á, thì các bạn chỉ cần để thế này. Một đầu các bạn để thế này, một đầu như thế này đó là nó sẽ tự vô. À, một số bạn mình thấy để cái này rất là khó khăn. Các bạn không biết để á, rồi các bạn để rồi kẹp rồi đẩy kéo lùm hết. Cái này không cần nha, cái này chỉ cần để thế này. Và em nên cho cái điện thoại của chúng ta vào cái khớp dưới đây và chúng ta gạt cái điện thoại xuống và chúng ta để vô rất là nhẹ nhàng luôn. Thì cái này nó cũng khá là nhẹ, vì thế nó không có bị mà sợ mà xước cái điện thoại. Một số cái nó làm hơi bị cứng quá đà, khi mà chúng ta sử dụng chúng ta rất là sợ bị chày đó, mà nó bóp chặt quá thì nhiều cái điện thoại nó bự á thì nó sẽ bị chày. Ở đây mình có cái iPhone 10 nè, mình thử nha. iPhone 10 thử nha, iPhone 10 thì bự hơn cái của mình một chút. iPhone 10 vẫn vừa nha mọi người, mình nghĩ là bự hơn một tí vẫn vừa luôn. À, cái này á thì lắp cũng khá đơn giản thôi. Ở đây chúng ta có một cái lỗ này, chúng ta chỉ dặn cái này vô đây, dặn vô ha. Sau khi chúng ta mình dặn sơ thôi, mình review cho các bạn mà dặn đó, mình mở cái này lên, cái này chúng ta mở để bên ngoài và ở trong đây nó còn một cái nữa nè, mình phải chút xuống một chút. Đó, chút cái đầu này xuống để lấy cái này lên. Đây mình kéo này lên tới này, sau đó mình sẽ nó có cái một cái đầu trên này chúng ta dặn vô ha, thì mình cứ dặn cái này vô thôi. À quên, trước khi dặn thì các bạn nhớ bỏ cái cục hồi nãy mình bỏ xuống nha, mình bỏ vô đây đó, mình dặn lại, mình muốn cao bao nhiêu thì mình dặn ha, mình để hết mức luôn cho mọi người thấy. Ở đây mình bỏ hết mức nè, sau đó mình gắn cái này lên. Ok, chặt rồi nè, gắn cái này đó, rất là đơn giản thôi. Cái này á, thì nhìn nó nói chung là nó nhìn thẩm mỹ thì nó không đẹp đâu mọi người, nhưng mà được cái là nó chắc, với lại nó bền. Cái này mọi người sử dụng chắc hơi bị lâu rồi, với lại nó rẻ nữa, thì mua cho mấy bạn nhỏ học thì mình nghĩ là cái này đã ok rồi, không cần mà mua loại 100 mấy 200 thì nó 100 mấy 200 thì nó cũng có một tác dụng, nó dựng cái máy lên thôi. Những cái này thì tác dụng nó rất đơn giản, mọi người không có cần mà mua những cái nó quá đắt tiền đâu. Mua cái này được rồi, thì mình có để link ở phần mô tả video á, thì shop này free ship ở thành phố thì các bạn có thể mua thử cái này thì mua ở shop đó.
free ship ở thành phố này và những cái tỉnh khác mình nghĩ ship cùng chùm lấy thêm 10-15 ngàn gì thôi, hoặc là nó free ship luôn á, mình không nhớ nữa, tại mình lúc đó thì mình mua mình cũng không hỏi là ngoại tỉnh lấy bao nhiêu, là mình mua trên chỗ ship lên phố luôn. Còn ngoại tỉnh nhiều ship rẻ lắm, thì các bạn cứ hỏi thử cái shop đó nha, shop liên shop mình để dưới phần mô tả của video á. Cái này mình dặn đây, dặn xong rồi thì mình sẽ lấy cái điện thoại nè, cài lên đó, sẽ bắt thử nội dung cho mọi người xem nha. Đó, em quên bắt hồi có nhạc bản quyền nè, mình để vậy thôi đó. Hy vọng với cái này thì mọi người có thể để thế này, hoặc là mọi người hạ lên hạ xuống rất tiện, và cái đế này nó cực kỳ chắc luôn đó mọi người, không đó, vì cái đế này rất là nặng và nó có thể để được đồ rất là chắc. Một số cái thì cũng có tính năng tương tự như thế này, nhưng mà cái cây mà dạng mà nó bằng sắt á, nó có một nhược điểm đó là nó rất lịch, một số cái nó chắc á thì nó rất là cứng và các bạn bẻ rất là vất vả, mà một số cái thì nó bẻ dễ thì thành ra nó mềm, để nó sẽ bị quặt lên quặt xuống cực kỳ khó chịu. Còn cái này á, chúng ta để cái này cố định nè, và khi các bạn nhỏ, các em nhỏ học á, chúng ta nhìn đây rất là đó, rất là tiện luôn. Và khi mà các em không học á thì chúng ta dùng nó để giải trí, để xem phim, để coi video đó, giải trí, thì cái đế này cũng rất là tiện. Và cái đế này có thể xoay được nha mọi người, đó, nó có thể xoay đứng. Xe đứng như vậy chúng ta có thể để coi TikTok, và nếu xe ngang thì chúng ta có phim đó. Và cái cây này nó cực kỳ chắc luôn, và hầu như là với 49 ngàn các bạn bỏ ra, mình nghĩ là đây là một trong những cái sản phẩm mà các bạn có thể suy nghĩ mua đó, vì nó rất là rẻ luôn, rất là rẻ thôi. Chắc mà bị một cái là nếu mà khuyết điểm của nó là duy nhất là nó chỉ xấu thôi, và thứ nhất, và thứ hai là nếu mà bự hơn nữa mình nghĩ là chắc gắn không được, cỡ như một mấy cái 7 inch, mình nghĩ 7 inch đó. thử cái hộp đây coi, không được, nó cỡ 7 inch không được, điện thoại khoảng là mình nghĩ là khoảng là 6 inch. Mình thử cái này thì bự hơn cái điện thoại nhiều quá, với lại nó không được. À, cái này để mình so sánh thử các bạn nha. Đây đó, với cái điện thoại này thì các bạn có thể để cái máy bự hơn tới đây. Đó, nó bự hơn phút tới đây nữa là chúng ta để vừa, còn bự hơn nữa thì thua. Cái này là máy tính bảng mình nghĩ là để không được đâu, để điện thoại thì ok ha. Ok, thì các bạn nào muốn mua sản phẩm thì mình để link ở phần mô tả video ha. Và chốt lại video thì đây là một sản phẩm mình thấy rất là đáng mua để mấy bạn học tập, mấy bạn nhỏ học tập, học online. Và mình thì mình có thể dùng cái này để mình xem phim, mình giải trí. Và ưu điểm của nó là rẻ nè, bền nè. Còn khuyết điểm nó mình thấy nó hơi xấu, và các bạn thấy thế nào, mình thấy là nó hơi xấu á. Đây đây nè, đó cái đế đây, đó dựng lên thế này thì nhìn nó, mình theo mình là nó hơi xấu thôi, còn các bạn thấy thế nào mời để lại bình luận bên dưới phần video nha. Video đến đây kết thúc, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video review của mình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Bye.